Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta lại bước tiếp tục tới tập 270 rồi các bạn và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail các bạn nha. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê tại Cà Mau và năm nay bạn đã 25 tuổi rồi. Rồi các bạn, bạn gửi mail về và kể lại hai câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua từ khi mà bạn còn nhỏ cho tới lớn các bạn. Bạn kể rằng á cái ngôi nhà của bạn đang ở á là ngôi nhà này được nhà nước cấp khi mà ba mẹ bạn mới vừa cưới nhau và xung quanh đó đó là nhà nước cũng cấp nhiều nhà khác cho những cái người công nhân thì ba mẹ bạn cũng được nhận một cái căn nhà nhỏ cấp 4 thì ba mẹ bạn đã ở đó cũng không sửa sang gì cho tới khi mà sanh chị bạn xong rồi tới khi sanh bạn và tới khi bạn lớn bạn tự biết nhận biết được rằng á là nhà của mình khó khăn nghèo hơn những cái gia đình khác các bạn tại vì bạn thấy rằng xung quanh bạn những cái căn nhà kia người ta có điều kiện người ta đã xây dựng lại hoặc là người ta sửa sang cho khang trang hơn còn riêng nhà bạn thì từ nào giờ vẫn vậy không sửa sang gì hết thành ra là nó bị thấp hơn nhà của người ta các bạn nhà người ta nâng nền rồi ngoài đường người ta cũng làm đường và nhà bạn bị lọt thởm thấp xuống dưới cho nên nó là mỗi lần mưa hoặc là bão gì đó là nhà của bạn đều bị ngập thì à, lúc đó là bạn nhớ nha trong cái tuổi nhỏ của bạn á là mỗi lần mà mưa ngập là bạn phải kê một cái ghế đậu á hoặc là những cái ghế đậu rồi xong để cái cục gạch lên để bước đi trên đó và bạn nhớ nhà của bạn cái phòng ở phía trước vừa bước từ cái cửa chính vô cái cửa chính cũng nhỏ không có lớn các bạn bước vô là có một cái giường ba mẹ bạn ngủ trên cái giường này và đi vào trong là một cái buồng thì cái buồng này á là bạn với lại chị bạn ngủ trong đây mỗi đứa một giường các bạn buồng này có hai cái cửa mà nó là hai cái cửa thôi chứ không có cánh cửa các bạn có hai cái lỗ vậy đó chứ hoàn toàn không có cánh cửa gì hết và phía sau là một cái bếp và phía sau nữa có một cái hồ nước thì cái hồ nước này nè là nó không có sâu lắm nó tới tầm khoảng chừng cái cần cổ người lớn thôi hồi xưa thì ba bạn là do là cái miệng hồ nó rộng cho nên nó là ba bạn đã bích cái xung quanh lại chỉ chừa một cái lỗ để mình múc nước xài thôi nhưng mà sau này á, là do cái nước này nó dơ các bạn cho nên nó là ba bạn đã bít hẳn luôn không có sử dụng nữa thì bạn nhớ rằng á, là bạn ngủ riêng một giường và mỗi lần bạn ngủ bạn đều có cảm giác rất kỳ như là bình thường á, là bạn nằm bắt đầu bạn vừa liêm diêm liêm diêm là tự nhiên cái cơ thể bạn nó nặng nó nặng và nó nặng rất khó chịu Nhưng do là bạn cũng còn nhỏ Bạn đâu có biết mình bị gì đâu Bạn cứ nghĩ rằng là chắc là do mình nằm Mình tê tay tê chân thôi Và bạn cũng cố gắng ngủ tới sáng Thì có một lần là do cái giường của bạn á là có thể nhìn tại vì trong cái buồn này là có hai cái lỗ mà không có cửa nãy thì nói đó các bạn thì hai cái giường cái giường của chị bạn là bên cái cái cửa bên đây giường của bạn bên đây mà từ cái giường bạn nhìn qua cái lỗ đó thì có thể nhìn thấy được phía trước phòng khách thì lúc đó là bạn hôm đó bạn nằm bạn ngủ nhưng mà bạn chưa có ngủ đâu vẫn còn thức chưa có liêm diêm bạn chỉ mới là vừa nhắm mắt lại thôi thì khi vừa nhắm mắt lại tự nhiên bạn cảm thấy như rất khó chịu các bạn người nó cứng tay chân tự nhiên không thể nào cử động được mà lúc này bạn đang thức cho nên bạn mới mở mắt ra thì khi bạn mở mắt ra đó thì bạn muốn là giơ cái tay mình lên nhưng không giơ được nó cứng ngắt luôn thì bạn mới ngước ra bạn nhìn ở ngoài bạn cố gắng kêu ba mẹ mình. Tại vì khi nhìn ra ngoài á thì bạn thấy rằng ba mẹ vẫn còn đang ngồi xem tivi cho nên bạn kêu nhưng mà kêu quá trời luôn mà hình như á là ba mẹ bạn không hề nghe các bạn. Thì sao một hồi cố gắng không được cái bạn cứ là bình thường bình thường xong rồi bạn quên, bạn ngủ quên do là bạn này cũng còn nhỏ. Thì sáng hôm sau bạn cũng có kể lại cho ba mẹ mình nghe nhưng mà ba mẹ bạn bác ra và cũng có nhiều lần kể lại bạn nói rằng á ba mẹ con ngủ á mà con thấy cái gì nó kỳ kỳ cái gì kỳ kỳ lắm thì ba mẹ bạn nói kỳ kỳ gì giống như là chặn đầu bạn trước các bạn không cho bạn nói thêm mà nói kỳ kỳ gì kỳ kỳ gì đâu chắc là do con ngủ con bị quan tưởng con nằm mơ thôi chứ không có gì đâu thì ba mẹ bạn nói như vậy thì có một lần là ba mẹ bạn đi làm, chị bạn á thì hôm đó là hình như đi học buổi trưa hay sao đó. Thì bạn mới qua cái giường chị bạn nằm, tại vì bạn này thích cái giường chị của bạn, tại vì giường của chị á là có một cái miếng nệm. Cái miếng nệm này á là của ba mẹ từ cái hồi mới cưới. Sau này cho chị nằm cái miếng nệm này các bạn. Bạn thì rất là thích nằm nệm, nhưng mà ba mẹ lại không cho tại vì á là tuy rằng bạn đã lớn rồi nhưng mà lâu lâu bạn vẫn còn đá dành thành ra là ba mẹ bạn không cho nằm nệm chỉ bắt nằm chiếu thôi thì hôm đó là chị bạn không có về thì bạn mới ra là nhào qua đây bạn nằm các bạn thì khi mà nằm ngủ bên đây á thì tự nhiên bạn mắc tiểu thì do là cái màn tại vì giường chị con gái mà thì ba mẹ có che một cái màn mỏng thì khi nằm trong đó bạn cũng kéo cái màn nằm ngủ trong đó ngon lành lắm nhưng mà sao hồi tự nhiên bạn mắc tiểu bạn mắc tiểu quá thành ra bạn mới ngồi dậy để mà bước xuống giường và vén cái màn ra vậy nè thì khi vén cái màn ra tại vì cái giường của chị bạn là đối diện với cái giường của bạn này thì khi bạn vén màn ra tự nhiên bạn thấy cái gì nằm trên giường của mình nhưng do là bạn mới vừa ngủ dậy các bạn mà do bạn cũng còn sơ ke đó vừa mới ngủ dậy chưa có định thần thì bắt đầu bạn đứng dậy bạn thấy cái gì nằm trên giường của mình bạn bước ra cái hình lan rồi á thì tự nhiên bạn sực tỉnh mà nó ủa mình mới vừa thấy gì vậy ta thì bạn mới lùi lại lùi lại thì kỳ này bạn không thấy nữa nhưng lúc đó bạn mới tỉnh táo và giống như bây giờ bạn mới tiếp thu được vô đầu á là bạn hoảng hốt tại vì rõ ràng mới nãy bạn thấy có một bộ xương nằm trên cái giường của mình các bạn thì lúc đó bạn quá sợ và bạn không quên luôn cái chuyện đi tè và bạn chạy ra phía trước không dám vô nhà nữa và chơi dầm vòng, vòng ở trong xóm đó không dám vô đợi ba mẹ về và kể lại cho ba mẹ nghe rằng mới nãy á buổi trưa con nằm con thấy cái bộ xương mà con ngủ trên bên giường chị khi con thức con đi tiểu thì con thấy bộ xương nằm trên giường của con thì khi mà ba mẹ bạn nghe ba mẹ bạn không tin nói rằng á là bạn nằm mơ thấy nhảm nhí với lại á, là chọc ghẹo chọc quê bạn các bạn thì do là con trai mà chín mười tuổi thì thành ra là cái tự ái nó cao lắm. Rồi khi mà bị chọc ghẹo vậy thì bạn tức bạn không thèm nói tới chuyện đó nữa. Và thời gian bắt đầu trôi qua trôi qua các bạn thì ba mẹ cũng có sửa sang nhưng mà cái cảm giác mà bạn gặp á là bạn cứ gặp thường xuyên là bạn bị cứng tay cứng chân, người bị giống như là bị đè nhưng mà do thường xuyên quá thành ra bạn quen bạn quen chứ không có sợ nhiều các bạn Thì cho tới khi mà bạn 19 tuổi, 20 tuổi là lúc đó là chị bạn lấy chồng Thì khi chị bạn lấy chồng là ba mẹ cũng sợ rằng là bên nhà trai người ta qua Mà người ta thấy nhà sập sệ rồi người ta coi thường con gái Cho nên mẹ bạn cũng cố gắng sửa sang lại các bạn sửa sang nhà Tuy nhiên là chỉ sửa sang phía trước thôi cũng lát gạch bông rồi nâng nền lên Nhưng mà trong cái buồn thì vẫn còn yên nguyên nhưng được lắp hai cái cửa tại vì lỡ mà người ta qua người ta thấy nhà cái cửa buồn không có chỉ có hai cái lỗ thôi nó cũng kỳ thì lúc đó là cũng lắp hai cái cửa các bạn thì lúc đó chị bạn lấy chồng đi thì bạn bắt đầu là chiếm hữu cái giường của chị mình tuy rằng á, là lúc này cái nệm nó đã sẹp rồi nó đã cũ và nó cũng có rách rồi nhưng mà bạn vẫn thích tại vì vẫn thích nằm nào giờ nằm chiếu không à cho nên nó là nhà qua giường chị mình và chiếm hữu luôn còn riêng cái giường bạn thì ba mẹ bạn dẹp để mà để đồ cái chỗ đó các bạn thì có một hôm buổi trưa hôm đó là ba bạn đi làm mẹ bạn thì ở nhà thì lúc đó bạn nằm ở trên cái giường của chị xong rồi bạn bấm điện thoại và sau khi bạn bấm điện thoại thì bạn bắt đầu buồn ngủ các bạn buồn ngủ cho nên bạn buông cái điện thoại thú buông cái điện thoại xuống thì tự nhiên á trong cái lúc mơ mơ màng màng tự nhiên bạn cảm giác như là cái cảm giác hồi đó quay lại là cái chân mình bị cứng ngắc rồi tay cũng cứng ngắc người cũng cứng ngắc cho nên bạn mở mắt ra bạn mở mắt ra thì do là cái giường mới nãy thì nói là cũng có cái màn thì bây giờ cũng vậy có một cái màn mỏng nó che thì khi bạn vừa mở mắt ra là phía ngoài bạn thấy có một người rất là cao to các bạn nhìn cao to lắm mà bạn không biết là ai mà cái người này nha khi mà bạn nhìn thấy người này xong rồi tự nhiên cái chân của bạn á cảm giác giống như là bị bẻ mà bạn rất đau các bạn rất đau mà lúc đó tự nhiên cái chân bạn nó đau điếng mà cảm giác như ai mà cầm cái chân bạn bẻ vậy nè thì bạn đau lắm đau lắm mà con mắt bạn thì vẫn thấy cái người đó đứng đó mà cái tay bạn á thì không thể nhúc nhích được rồi con mắt bạn á thì cũng không nhắm được mà nhìn nó thì biết rằng nghe cái tiếng ở ngoài là biết rằng mẹ đang ở phía ngoài cho nên bạn không biết phải làm sao để mà kêu mẹ mình các bạn tại vì mở miệng ra cũng không thể nào mà kêu được hết thì khi đó bạn cố gắng tại vì cái điện thoại hồi nãy bạn buông bạn nằm thì nó buông ngay cái 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 giống như là cái nằm ở dưới đây nè thì bạn chụp cái điện thoại được cái tay bạn á là chụp cái điện thoại và bạn cố gắng tại vì bạn cài cái số mẹ bạn á là thí dụ như bấm số 1 rồi bấm gọi cái là gọi mẹ số 2 bấm gọi cái là gọi ba giống như là chế độ uh, gọi cho người thân á các bạn thì lúc đó bạn gọi cho mẹ bạn nghĩ được rằng mình phải gọi cho mẹ mà chân của bạn lúc này nó đau mà bạn cảm giác như cái người đó bẻ gặp cái chân bạn vậy đó bẻ mà đau cái xương nó nhức rất là đau đau điếng luôn thì khi đó là bạn bấm nha cố gắng dữ lắm mới bấm được thì khi bấm một cái rồi ha là bạn nghe rằng cái điện thoại của mẹ bạn nó reo ngoài kia đó tự nhiên ngoài đây ở trong đây là bạn hết cảm giác đó liền hết cái cảm giác như là cái tai chân tê và bạn mở miệng ra được và cái người kia cũng biến mất các bạn thì lúc đó bạn cố gắng bạn ú ớ lên lúc này chưa có gọi là kêu được nữa thì mẹ bạn mới chạy vào chạy vào thì bạn nhìn mẹ bạn mà người của bạn nha đổ mồ hôi thì mẹ bạn hỏi bạn cái gì vậy con nhưng bạn không trả lời được cái miệng cứ ú ớ thì lúc đó là mẹ bạn mới dìu bạn ngồi dậy và dìu bạn ra ngoài để mà nằm thì khi ra ngoài nằm á là bắt đầu ngồi bạn mới kể lại được thì bạn kể lại cho mẹ bạn nghe là mình thấy như vậy mà bây giờ cái chân con đau quá mẹ ơi mà bạn không đi được các bạn thì hả là mẹ bạn mới nói rằng giờ sao cái chân con đau dữ lắm thôi bây giờ á là con ráng đi con ráng mẹ dắt xe ra rồi con la, ráng, ráng lết ra con leo lên xe để đưa đi bệnh viện coi làm sao chứ sao mà giờ đau bạn nói rằng bạn đau không thể nào chịu nổi thì bắt đầu là mẹ bạn chở bạn vào trong bệnh viện quân đội giữa cà mau đó thì đi vào đó là tự nhiên khi đi vào đó là khi lấy máu xét nghiệm đồ này nọ các bạn xong rồi á là tự nhiên bạn hết đau thì bạn có nói với mẹ bạn rằng mẹ ơi tự nhiên giờ con hết đau con không có đau như nãy nữa thôi mình về đi mẹ nhưng mà do là cũng là đã chụp phim rồi lấy máu xét nghiệm này nọ rồi thì mẹ bạn mới nói rằng thôi lỡ rồi bây giờ ở lại chờ kết quả còn sao rồi mẹ con mình về luôn thì khi mà sau một hồi đi dầm dầm bạn nói rằng lúc đó nha bạn đói bụng đi ra phía sau bệnh viện căng tin để ăn mà bạn còn đứng bạn nhảy có nghĩa là cái chân bạn đã trở lại bình thường rồi thì bạn nói nè mẹ con thấy con bây giờ cái chân con bình thường lắm con nhảy được nè mẹ thì lúc đó nha là bắt đầu có kết quả các bạn thì à, không biết là bị bị cái gì đó nhưng mà nói chung là cũng mua thuốc tới sáu bảy trăm ngàn thì bạn mới nói mẹ ơi con hết rồi mới nãy con đau nhưng mà giờ con hết đau rồi tự nhiên giờ mua thuốc uống làm gì tới sáu bảy trăm ngàn nhà mình khó khăn nữa thôi đừng mua về mẹ ơi thì bắt đầu hai mẹ con chở nhau về các bạn thì khi về á là bạn bắt đầu không có dám vô phòng nào bạn sợ không dám vô phòng nằm bạn mới nằm ở phía trước cái giường của ba mẹ mình là ba mẹ bạn vẫn có một cái giường phía trước có một cái màn để che lại các bạn thì khi đó đó là hả bạn nằm tự nhiên một ngồi cái chân bạn nó nhứt trở lại và nó nhứt một cái cách không thể nào chịu nổi thì bạn la lên mẹ bạn mới chạy lên hỏi sao vậy con thì bạn nói rằng Trời ơi sao mới nãy nó không có đau Vô bệnh viện nó không đau mà bây giờ nó đau quá mẹ ơi Con chịu không nổi Giờ con đau quá không chịu nổi Thì lúc đó mẹ bạn bắt đầu cũng nói Giờ biết làm sao vô bệnh viện không bị gì Thì cũng hỏi cái bạn sớm Thì bà cũng chỉ cho lại một cái ông bác sĩ để mà chích Thì mẹ bạn cũng chở bạn đi Đưa tới cái ông bác sĩ đó chích chích nhưng vẫn không hết đau các bạn đau đớn vô cùng và khi về nhà ngồi đó bạn đau quá không thể nào làm gì được không đi được thì mẹ bạn mới gọi điện cho ba bạn gọi kêu ba bạn về và khi ba bạn về đó thấy hai người nói chuyện nhỏ nhỏ với nhau xong rồi ba bạn mới nói rằng thôi giờ đi mua đồ cúng thì lúc đó là ba bạn chạy đi mua đồ cúng các bạn và bạn thấy ba mẹ bài đồ ra cúng rồi khấn vái cái gì đó xong rồi tự nhiên cái chân bạn chút xíu sao hết đau và hai ngày sau là hết hẳn dứt luôn không còn bị gì hết thì đó là cái câu chuyện mà khi bạn trải qua trong chính căn nhà của mình và khoảng chừng vài tháng sau và cái lúc mà cúng xong hết rồi á Thì bạn lại là sợ không có dám vô phòng nằm nữa Sợ rằng mình bị nữa rồi thấy cái người nó nữa Rồi hả chiếm hữu cái giường trước của ba mẹ mình luôn Thì sau vài tháng á, là bạn đã được một cái người bạn trai khác của mình đó là rủ bạn này đi lên Sài Gòn để mà đi làm các bạn thì uh, do là bạn cũng là con trai rồi khi nghe bạn mình rủ đi làm có tiền có lương thì bạn này cũng đi và lên Sài Gòn thì hai bạn này đã thuê một cái căn nhà thì uh, bạn nói rằng đó uh, là cái căn nhà này uh, là ở chung với chủ chủ ở dưới tầng một nhưng mà người ta cũng ngăn chia phòng ra để mà người ta cho thuê các bạn nhưng đặc biệt rằng á uh, là nhà người này có ba lầu Tầng trệt ở dưới á thì là chủ nhà rồi có một phòng để cho thuê. Tầng trên có 3 phòng cho thuê, còn cái tầng trên nữa là cái chỗ bạn với là cái bạn trai mà người hai người bạn rủ nhau đi làm chung á là thuê á. Là trên tầng đó đó là không có ai ở mặc dầu là phòng rất đẹp mà cũng rẻ nữa mà không hiểu sao trên tầng đó 3 phòng mà không ai ở hai bạn này khi vô thuê là quyết định chọn cái phòng đầu tiên tại vì nó có cái băng công nó mát thì khi hai bạn này vào á là trong vòng một tháng trời á là bạn này thất nghiệp các bạn không tìm được việc nhưng cái người bạn kia thì may mắn hơn tiền được việc trước bạn thì thành ra là sáng là bạn kia đi làm bạn này ở nhà và bạn cũng gửi đơn xin việc nhưng mà không, không hiểu sao trong suốt một tháng trời không ai kêu bạn hết và khi bạn ở nhà đó là khi sáng cái người bạn kia đi làm rồi bạn này vẫn ngủ nhiều khi bạn ngủ tới 8 9 giờ bạn dậy rồi xong 11 giờ bạn bắt đầu đi ra ngoài để mua cơm ăn thì bạn nói rằng á là khi bạn nhìn qua hai cái phòng kia tại vì hai phòng kia là không có cho thuê được cho nên nó là chủ vẫn để cái cửa không có đóng các bạn để cái cửa toan ra mà mỗi lần bạn đi ngang hai phòng đó bạn cũng ớn ớn nhưng mà ớn ớn thôi chứ cũng không không thấy gì thành ra bạn cũng chưa sợ thì một hôm bạn đang ngủ tự nhiên bạn có cảm giác rờn rợn các bạn rờn rợn mà nó kỳ cục lắm nhưng mà bạn vẫn bỏ cái ngoài coi như là không có gì hết thì có một lần đó là khi bạn đang nằm lúc này là bạn đã thức rồi nhưng vẫn đang nằm bấm điện thoại thì bạn mới nghe tiếng gõ cửa nghe tiếng gõ cửa cốc 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 xong rồi á khi ra mở không thấy ai thì bạn nghĩ rằng ai hoặc là bạn nghe lành cho nên bạn vào bạn tắm các bạn bạn vào bạn tắm thì khi đang tắm á là lại nghe cốc 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 gõ ngay cái cửa của mình thì bạn nghĩ rằng chắc là cái người bạn kia về cho nên bạn nói với ra bạn nói rằng đợi tao chút tao đang tắm thì bắt đầu là bạn lẹ lẹ sói sói để cho hết cái xà bông rồi chùm đỡ cái tấm khăn để ra mở nhưng khi ra mở thì lại không có ai hết hai cái cửa bên kia mở toang cái màn á thì phất phới gió bay thì bạn nói ủa đâu thằng này nào đâu ta ủa mà sao giờ này nó về chắc hôm nay xưởng cho về sớm chứ đáng lẽ là buổi chiều bạn này mới về lận thì bạn đi vào bạn nghĩ rằng chắc là do mình lâu quá cho nên nó đi xuống dưới nó mua đồ rồi thì bạn vào bạn sói lại lần nữa mặc đồ vô cho đàng hoàng rồi xong đi xuống dưới hỏi cái cô chủ nhà hỏi cô cô nãy giờ nó xuống đây hình hồi, hồi nào vậy cô thì lúc đó cô chủ nhà mới nói rằng ủa nãy giờ cô đâu thấy nó về đâu. Mà khi qua cái tầng những cái tầng dưới là bạn thấy người ta đi làm hết trơn rồi, người đi làm, người đi học chỉ còn duy nhất cô chủ nhà ở nhà thôi. Thì bạn hơi hơi ớn các bạn, bạn sợ. Cho nên bạn đi mua cơm, bạn ăn và bạn ngồi cà phê tới chiều đợi người bạn kia về, bạn mới về. Thì bạn mới kể lại cho người bạn kia nghe rằng đó là hồi trưa này nghe vậy đó. Thì người bạn kia bác ra các bạn, nói rằng mày nhảm nhí ma cỏ gì mới làm gì có thì ngay cái đêm đó các bạn là cái bóng đèn của cái nhà tắm của bạn hư cho nên đó là người bạn kia mới nói ê mày ngày mai á à, lúc tao đi làm á mày qua bên cái phòng ha tại vì hai phòng kia là hai phòng trống mà cái cô chủ nhà thì cổ không có khóa cửa thì người bạn kia suối bạn rằng á là ê mày đi qua bên hai phòng đó đó mày lấy cái 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 đèn trong nhà tắm đó mày thay qua rồi mày lấy đèn kia để qua đây mình đỡ phải mua đỡ tốn tiền thì bạn nói rằng á là vậy có kỳ không mày làm gì kỳ vậy thì nó nói rằng làm gì kỳ có đâu kỳ à, ai biết đâu lo thì bắt đầu đêm đó cũng ngủ bình thường nhưng cho tới sáng hôm sau các bạn sáng hôm sau khi bạn làm vậy rồi á thì ngay tối hôm đó tự nhiên người bạn kia là do nằm đi làm mà thành ra là nằm ngủ trước bạn còn bạn này á thì bấm điện thoại bấm điện thoại thì tự nhiên lại nghe kỳ này nghe tiếp tục cốc 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 mà tiếng gõ cửa thì bạn rụng rời bạn nói ủa giờ này ai lên gõ cửa trời Ai vậy? Nghe rõ ràng kỳ này là không thể nào làm được. Thì bạn mới say qua bạn khiều. Ê mày, dậy, dậy. Mày nghe gì không? Tiếng gõ cửa kìa. Lúc đó là cái tiếng gõ cửa vẫn còn đang ngoài đó nha các bạn. Thì người bạn kia vừa nhắm mắt vừa nói rằng. Kệ nó, ngủ đi, tao nghe rồi. Là cái người bạn kia nghe rồi nhưng không mở mắt. Ngủ đi, ráng ngủ đi, tao nghe rồi mẹ ơi. Thôi, đừng có để ý. Thì bắt đầu bạn sợ. Bạn sợ, bạn nói rằng trời ơi, em muốn là... Lại mở cái màn ra để mà xem ai ngoài đó Nhưng mà do em sợ quá Sợ rằng khi mà kéo màn ra lỡ có cái gì ngoài đó kinh dị quá Giống như báo hồng chẳng hạn Thì hả lỡ rằng em không chịu nổi Thành ra em nằm em trùm mền Mà trong lúc trùm mền nó là vẫn nghe tiếng gõ cửa Cóc, cốc cốc Mà suốt một đêm các bạn Suốt một đêm thì sáng hôm sau là hai bạn nói chuyện với nhau Thì người bạn kia kể rằng là Mẹ ơi Kỳ này tao kể thiệt cho mày nghe nha Là có một lần tao ngủ Tao đã thấy một cô gái đứng ở bên cái phòng bên đó Mà cô đó nha Còn cho tao số nữa Rồi hả tao cũng biết làm sao Mà tao thử tao mua Ai về trúng thiệt Trúng thiệt mà tao cũng mua đồ gì nữa Cho nên chắc là cổ chọc gẹo rồi thấy mình qua đổi bóng đèn thành ra cổ chọc gạo vậy thì khi mà nghe người bạn nam này kể bạn sợ quá cho nên nó là bạn về quê luôn tại vì bạn này đấu sinh được việc làm đâu thành ra là thôi về cà mau còn người bạn kia thì về qua phòng trọ khác không dám ở lại đó một mình các bạn thì khi bạn về quê rồi á thì bạn mới nghe mẹ bạn kể cho bạn nghe một cái chuyện là do là khi bạn đi sài gòn rồi thì ba mẹ bạn có sửa lại sửa sang phòng ốc buồn được cũng sửa luôn rồi xong rồi khi mà trước khi sửa đó là mẹ bạn đã đi xem thầy để mà lấy ngày nào tốt để sửa thì vừa tới mẹ bạn vô ngồi cái tự nhiên ông thầy bói nói rằng đó là nhà của cô á là có một cái chỗ chứa nước nhiều lắm mà nếu mà cô để cái cái chỗ chứa nước này mà cô không lắp đi á thì sẽ ảnh hưởng tới người nào là nam giới trong nhà mà nam nhỏ nha, ý là nói bạn chứ không phải là ba bạn tại ba bạn lớn rồi. Đó, cho nên nó là một á là cô phải lắp cái hồ này đi hai á là cô phải cho cái người nam này đi đâu đừng cho ở trong nhà đó không tốt. thì tự nhiên mẹ bạn nghe sợ tại vì công nhận rằng trong nhà bạn có cái hộn nãy thì nói đó các bạn mà ba bạn bích lại rồi nhưng nước vẫn còn chứa ở dưới nhiều lắm tại không sử dụng tới. thì khi nghe vậy mẹ bạn lo lắng lắm nhớ lại những cái chuyện mà bạn đã từng trải qua rồi xong rồi về nói ba bạn nhưng mà bây giờ nếu mà uh, ba bạn chỉ là hả do không có tiền nhiều thì thành ra là chỉ đổ cát vào hút nước ra xong đổ cát rào rồi xong rồi hả là tráng xi măng lại thôi và bạn về ở nhưng đi xem thầy thì thầy nói vậy làm vậy cũng không được và sau này á là lúc mà bà nội bạn mất rồi á thì mẹ bạn có thỉnh Phật bà Quan Âm về thờ xong rồi có đem hình của nội bạn về thờ nữa và từ khi thờ thì bạn cũng không thấy gì bậy bạ nữa nhưng bạn nói rằng thầy bói nói rằng á là do bây giờ nhà của cô có Phật bà với lại có cái dông nữ lớn tuổi cho nên cái dông nam cái dông nữ kia dông nữ cái dông mà bạn thấy đó các bạn là nữ kia không dám vô nhà chứ thật ra dông nữ kia ở ngoài chỗ cái hồ đó ở ngoài chỗ cái hồ đó nếu nếu mà con cô về thì nó sẽ chọc gạo mà bây giờ là trong nhà là có Phật bà rồi có cái vong nữ lớn hơn cho nó nó chưa có dám vào nhưng khi mà ở đây hai vợ chồng cô sẽ gây gỗ hoài rồi hả là làm ăn cũng không được mà bây giờ nếu làm vậy thì phải làm bùa để trấn lại nhưng mà cái giá bùa làm cao thành ra là mẹ bạn không có làm các bạn và bạn cũng công nhận rằng cái ông thầy bói này nó đúng là từ nào giờ ở trong nhà này á là gia đình bạn lục đục liên miên rồi các bạn rồi bạn với chị bạn cũng xô xát nhau rồi ba mẹ bạn cũng gây cãi nhau và đặc biệt rằng làm ăn không khá nổi cứ là cứ là không có tiền mà không phải như mấy nhà khác người ta ở từ từ người ta cũng sửa sang nhà cửa được còn nhà bạn vẫn vậy hoài cố gắng lắm mới sửa sang lại được đỡ các bạn thì khi mà nghe nói có tiền để làm cái lá bùa để trấn á nhưng mà do là nhà bạn chưa có điều kiện cho nên nó là đã không có làm và hiện tại bây giờ là cũng là lâu lâu cũng xảy ra cãi giả nhưng mà ba mẹ vẫn nói rằng miễn sao không ảnh hưởng tới cái sức khỏe người trong nhà là được rồi thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam ở cà mau gửi về về cho thi. và một cái câu chuyện của một bạn nữ bạn nữ này hiện tại đang ở bình dương các bạn và bạn kể rằng là khi mà ba mẹ bạn á lúc đó là bạn còn nhỏ bạn ba bạn làm nghề cơ khí và ba mẹ bạn có thuê một cái ngôi nhà nằm trên đường mã lò các bạn thì ngôi nhà này á, là tương đối cũng khá là rộng và nó có một cái ghét mà đặc biệt rằng cái nhà này không phải là nguyên một cái ghét ngang nhà đâu mà thí dụ như bên đây cái toilet thì ở trên toilet nó có một cái hồ đúng không các bạn một cái hồ cái giống như một cái bồn nước để mà cho chúng ta xài nước á, thì bên đây là cái ghép mà hai bên cái chỗ hồ nước với lại cái 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 ghép đó có một cái đường ống nhỏ vậy nè mình không có thể nào bước qua cái hồ này được mình chỉ có thể bắt cái thang để leo lên được thôi chứ không thể nào từ cái ghét mà bước qua được tại vì cái ống đường nước nó rất nhỏ bước với lại nó có một cái khoảng cách khá là xa thành ra là không thể nào bước qua được thì có một hôm thì do là trong nhà này ba mẹ bạn hình như cũng có thấy và cũng có cúng kiến cũng không sao cũng làm ăn bình thường nhưng có một lần đó là thợ của ba bạn cái người này á là hôm đó ở lại nhậu thì khi nhậu xong là tối rồi cho nên nó là hả sỉnh nữa thì thành ra là ở lại luôn dự định rằng nó là không có về tại vì khuya rồi thì cái người này nhậu rồi xong rồi nói rồi mẹ bạn mới kể rằng ở nhà này có ma có ma thì cái người đó không tin các bạn. Anh này không tin, anh này nói rằng ma cỏ gì. Em mà thấy ma em chém nó chết. Em chém nó chết cho chị coi. Thì mẹ bạn có nói rằng trời chú đừng nói vậy. À tôi kể cho chú nghe chơi vậy thôi chứ thí dụ như nếu mà chú không tin á thì chú cũng đừng nói vậy, không tin thôi chứ đừng nói vậy nghe nó không có được tốt cho lắm nha chú thì cái cái anh này á là cười hề hề thôi các bạn thì đêm đó anh này ngủ lại và ngủ trên cái gác đó thì khi ngủ trên gác đó đó là buổi tối bạn đi tiểu bạn đi tiểu lúc đó bạn còn nhỏ mới có 8 9 tuổi thôi thì bạn mới hả là khi đi tiểu tự nhiên bạn thấy rằng cái anh này leo qua các bạn tại vì anh này ngủ trên gác mà mới nãy thì nói rằng cái gác này nó không thể nào qua cái hồ cái bồn nước bên đây được mà bạn thấy rằng cái anh này đang leo chồng cái chân qua leo qua và đi lên trên cái ống nước mỏng dánh đó và đi qua cái hồ thì lúc đó anh này quay qua nhìn bạn mà con mắt anh này nó đỏ lên các bạn đỏ kỳ lắm thì bạn sợ và bạn khóc lên bạn kêu ba mẹ bạn ba mẹ ơi thì ba mẹ bạn mở đèn dậy dậy thì nhìn lên thấy anh này đang đứng trên bồn nước mà trong khi cái chỗ cái 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 uh cái ghét bên đây không thể nào bước qua được thì lúc đó là đang đứng mà coi như là đứng chơi vơi lắm thì mẹ bạn định kêu nhưng ba bạn cản lại nó thôi đừng kêu nó đang nó giống như nó bụng nếu mà nó mộng du mình kêu nó lỡ nó giật mình nó té xuống chết mất công lắm thì lúc đó là ba bạn từ 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 nha lấy cái thang lấy cái thang lại xong rồi từ 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 là đứng dưới đây nói nói sao cái ngồi hả tự nhiên anh này ngất xỉu ra nếu mà mộng du á là đâu quá hả nói chung là mộng du thì không thể nào leo một cái cách kỳ cục vậy các bạn mà anh này tự nhiên ngất xỉu ra xong ngồi vậy ủa gì vậy em đang đâu vậy ủa sao em qua đây được vậy rồi bên đó là cái gác bên đây là cái bồn ủa sao em qua được sao em qua được mà chỉ có một cái đường ống nhỏ cái đường ấm này nếu con người lớn đi vô là nó gãy liền các bạn thì lúc đó là ba bạn kêu rằng chú leo từ từ xuống đi chú leo từ từ xuống cái cầu thang này cứ để mất công té thì lúc xuống ta lúc xuống rồi á thì cái anh này kể lại rằng lúc đó đó là hả sao tự nhiên em ngủ trước khi mà chú này leo qua là chú này á là ngủ các bạn leo lên cầu trên cái gác đó ngủ thì thấy có một cô gái cái cô gái này đứng nắm cái ngón chân của chú kéo giật 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 xong rồi á là chú mở mắt ra thì chú thấy chú sợ nhắm mắt lại ngủ tiếp thì khi ngủ tiếp thì ngồi tự nhiên thấy cô gái này ngoắc Ngoắc thì không biết làm sao quán tính chú này ngồi dậy và đi theo Đi theo làm sao mà leo qua bên cái bồn đó Mà cái con người mà lúc đó hả khi bạn tỉnh bạn giật mình như vậy Bạn đi toilet đó, thì bạn thấy rằng cái con mắt của cái anh này hả là nó nó đỏ mà nó đỏ lờm giống như là bị nhập vào á các bạn và hình như là muốn hại anh này tại vì anh này nói rằng anh này không tin và nếu mà nhìn thấy là sẽ chém chết thành ra là người ta muốn hại người ta muốn chắc là muốn làm như vậy để nhiều khi cho anh này té xuống để mà có thương tích đó thì cái câu chuyện này là khi bạn còn nhỏ cho tới khi bạn lớn lên thì không biết rằng đó là gia đình bạn ba mẹ bạn chia tay hay sao đó nhưng mà ba bạn lấy vợ khác thì lúc đó là gia đình đã lên Bình Dương rồi nhưng do là ba bạn làm cơ khí cho nên nó là nhiều khi nhận công trình ở Sài Gòn á thì ba bạn phải xuống Rồi nhiều khi tối chạy lên Bình Dương trở lại Thì hôm đó là bạn nè Với lại cái người mẹ kế của bạn Và cái người em cùng cha khác mẹ Với bạn cũng lên Sài Gòn Thì hôm đó ba bạn mệt mới nói với gia đình Rằng đó là thôi hôm nay Chắc là thuê cái phòng nào ngủ lại đi Chứ bây giờ hôm nay mệt quá anh mệt quá Không thể nào mà chạy xe về được hết Lúc này em của bạn chỉ mới 3 tuổi thôi Cái đứa em mà cùng cha khác mẹ Các bạn 3 tuổi thôi Thì lúc đó nha là gia đình bạn có thuê một cái phòng tại một cái khách sạn thì bạn giấu tên khách sạn này bạn nói rằng là cái khách sạn này là người ta đưa gia đình bạn lên lầu 3 tại vì trên đó thì nó mới có cái phòng đôi để cho bốn người ở thì khi lên đó là bạn người gì của bạn á là dòng xuống để mua cái gì á mua xà bông để tắm hay sao đó còn ba bạn vào cái phòng này ba bạn cũng dòm dưới đích giường dòm mở tủ ra dòm này dòm kia xong rồi ba bạn kêu rằng hai chị em ngồi ngoài ba bạn vô tắm trước để ra ngủ chứ mệt quá thì tự nhiên hả là khi ba bạn vào tắm á cái đứa em của bạn á nó mới 3 tuổi à tự nhiên nó dòm giáo giác các bạn nó dòm giáo giác mà bạn nói rằng trong cái phòng này nó lạnh ngộ lắm nó lạnh một cái cách ngộ một cái cách kỳ lạ thì lúc đó ha tự nhiên đứa em bạn la làng lên và khóc ma mà trong khi hồi nào giờ nha là ba bạn không hề cho em bạn coi cái gì mà phim ma hoặc là nhắc tới ma, không có nhắc ma mà sao tự nhiên đứa em chỉ mới 3 tuổi bệnh gào lên ma mà nó khóc quá trời luôn các bạn thì lúc đó là ba bạn bắt đầu tánh chạy ra hỏi gì vậy gì vậy thì bạn nói rằng tự nhiên em đang ngồi con tự nhiên khóc lóc lên dòm giáo giác xong rồi la ma thì hả Dì bạn lúc đó cũng vừa về và dì cũng hỏi thì ba bạn mới nói xong rồi ba bạn mới nói rằng thôi, mình về đi. À tắm khỏe rồi. À bây giờ mình về thì dì nói rằng trời à, về giờ này tối rồi anh có hả nguy hiểm không nhưng mà ba bạn nó không sao giờ anh khỏe rồi mình về rồi xuống cũng nói với lại chủ của khách sạn đó vậy nói rằng thôi giờ khỏe nhà có việc gấp về nhưng thật ra là ba bạn đi ra thuê một cái phòng khác ở các bạn và khi ra rồi ba bạn nói rằng công nhận là lúc ba bạn vô cái phòng đó đó là cũng có cảm giác rất lạnh và rất rờn rợn và gì bạn cũng có cảm giác đó mà bạn cũng có cảm giác đó ba người lớn đều thấy vậy nhưng riêng cái đứa trẻ là em bạn chỉ mới 3 tuổi không biết nó thấy cái gì mà nó gào lên nó khóc và nó la làng lên ma ma như vậy. Thì hôm nay thi kể xong tập 270 rồi các bạn. Hôm nay là những cái câu những cái câu chuyện tuy rằng nó không kinh dị cho lắm nhưng mà các bạn đã gửi về cho thi thì như thi đã nói rằng á, là tất cả những chuyện gì dù có kinh dị không thì thi vẫn phải kể lại thì thành ra nếu bạn nào mà cảm thấy không kinh dị thì các bạn có thể là chọn một cái kênh khác để xem nha tại vì mình kênh chuyện ma của mình là chuyện ma có thật À, có chuyện này chuyện kia đây là những câu chuyện mà do những bạn trải qua và người ta trải qua người ta thấy sợ người ta kể lại cho mình nghe à, thành ra là thi dẫn kể nha các bạn thôi hôm nay thi kể xong tập 270 rồi hẹn với các bạn ở tập 271 hứa với các bạn rằng á là thi sẽ tìm chuyện kinh dị để kể cho các bạn nghe nha để cho các bạn đô nặng hơn nha và bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn chúc các bạn á là một tối vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn xin chào